Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ê Sammy ơi, bà có chắc với tôi chỗ này là nhà có ông Siro không vậy? Chứ từ nãy giờ tôi thấy là tôi với bà đi qua đi lại chỗ này mấy lần luôn rồi Sam, chắc không vậy? Trời đất ơi, chắc chắn 100% luôn. Cái nhà mà cái nền màu trắng này chỉ có ông Rô dùng thôi, mà ai mà dùng cái nền xấu quắc này, đúng không? Ok, đâu để tôi xem coi, ở đây tôi có chuẩn bị một cái gì ta. Cái này là cái đồ đục tường nè, để mình đục thử vô cái tường này coi. Tôi không biết là cái này phải nhà ông Siro mà bà cứ kêu đây là nhà ông Siro. Đây, để mình xem thử nha bạn nha. Đây. Sam ơi, rồi. Bà có đồ đục tường, bà đục phụ tôi coi chứ cái này tôi đục tường lâu quá tôi vô không được nè. Nhanh. Rồi ok, tôi lấy tôi móc trong túi thần kỳ của tôi ra. Cái gì bà có túi thần kỳ của Doraemon luôn. Trời ơi, mới mua được ở ngoài chợ đó. Ok. Đây. Ôi, ui trời, sao bà đào nhanh vậy? Trời ơi, nhìn tay tôi không thoát như con chuột thấy không? Đây em. Ui, trời, để xíu. Đúng rồi bạn ơi, đây là nhà Siro rồi. Ôi, trời, từ nãy giờ mệt lắm luôn bạn. Tính ra là mình với Sammy đi kiếm nhà Siro từ nãy giờ mới thấy nè bạn. Ok, đào ra. À mà khoan, quên mất, từ nãy giờ mình quên chào mấy bạn fan, bạn đang xem video đúng không? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và ngày hôm nay nữa bạn ơi, mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã tiếp tục quay trở lại với Minecraft, chui vào trái tim mọi người ạ. Ở trong tập trước thì có rất là nhiều bạn rất là thích cái tập mà mình chui vào trong trái tim của anh Mr. Dịch. Và bạn kêu là anh Phong ơi, anh làm tiếp gọi là chui vô trái tim của thành viên khác đi. Đó, chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã hỏi bạn rằng là mấy bạn muốn mình chui vô trái tim của ai, thì có rất là nhiều bạn bảo là chui vô thử trái tim của anh Siro đi anh. Cho nên hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình đã quyết định sẽ chui thử vào trái tim của Siro nha các bạn nha. Rồi thì hiện tại là mình với lại Sammy đã chui vào trong nhà của ông Siro được rồi đó bạn ơi. Bọn mình đã biến thành tí và chui vô nhà của ông Siro. Bởi vì bạn biết sao không? Chui vô trái tim của ông Siro á là mình phải biến nhỏ người mình lại để mình chui vô lỗ tai của ổng nè, xong mình đi vô trong trái tim của ổng, bạn hiểu không? Đó. Mà hôm nay á mình phải lén lút mình đi vào bạn ơi, không thôi là Rô phát hiện ra. Ok. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái ghế đó. Rồi ok. Nhảy xuống đây nha. Ui cao quá, tôi sợ nhảy xuống đau chân lắm. Thì tao ghê quá. Nhảy xuống đi phòng bế. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto. Thế được không vậy? Được. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang thấy là Siro đang nằm ngủ trưa nữa bạn ạ. Ôi trời ơi, lười biếng quá ha, không chịu dậy quay clip cho bạn fan xem mà nằm ngủ trưa nữa bạn ơi. Ôi trời ơi, cái đôi giày ông thúi quá trời ơi. Hình như là ông Rô hình như ông mấy ngày ông chưa tắm hay sao bạn ơi. Mình nghe cái mùi cái đôi giày của ông thúi quá các bạn. Trời kinh khủng, mâm tôm luôn á, thúi gì sợ. Ok. Ủa mà ông rồi. Ngủ trưa đây luôn kỳ vậy, ông ngủ ở giữa sao ngủ với thảm kỳ vậy trời. Mọi người không biết hả? Chắc chắn là cái điều này mấy bạn fan của Siro sẽ không biết nữa. Chính là Siro không có nằm trên giường ngủ mà ngủ bạn ơi. Siro ổng tàn nằm xuống dưới sàn nhà, thảm ông ngủ không à. Mình có hiểu luôn á. Một lần đi quay clip hoặc quay video á, ổng nằm dưới sàn nhà luôn, chắc ổng thôi nha. Ai cũng chắc ổng là nằm dưới sàn nhà kỳ ghê. Đúng rồi, bình thường các bạn mình qua bên nhà ông Siro mình chơi á thì mình cứ thấy ổng nằm dưới sàn nhà ổng ngủ thôi à. Ok. Rồi, thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chui vô thử trái tim của Siro để coi bên trong trái tim của Siro có cái gì, thích cái gì và ghét cái gì nha các bạn nha. Ok, let's go. Ê, nhưng mà Sam ơi, hình như là tôi để ý rằng là tôi với bà hôm nay tăng cân hay sao mà sao tôi thấy tôi với bà to quá ta, hình như bọn mình chui không được thấy không? Ôi, chui được vô lỗ tai rồi. Bây giờ mà muốn chui vô lỗ tai của ổng á thì mình phải nhỏ lại hơn bạn ơi. Và ở đây mình có một cái bũ bối của Doraemon nha bạn. Bây giờ mình cần bấm nút tít cái mình sẽ nhỏ lại thêm xíu nữa. Xịn chưa? Xịn chưa? Rồi ok. Cho Sam nè. Đó, cho Sam nè. Gì đạp tôi là nói. Đâu cho tôi hả? Ok, thank you. Hãy nhìn tôi là biểu hình nè. Hãy woo, giờ chạy cây. Rồi ok. Bây giờ là bé tí tẹo luôn bạn ơi. Bây giờ mới chui trong cái lỗ tai ông Siro được nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô trong lỗ tai ông thử nha. 3 2 1. Lên. Vô. Hình in cute hết nấc. Form rộng, thời trang thoáng mát. Chữ Hero Team in nổi, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, mix match phụ kiện. Chất liệu cotton cao cấp dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team V4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Hưng chiêu. Ok các bạn ơi. Và cuối cùng thì mình với lại Sammy đã chui vào trong được trái tim của ông Siro rồi các bạn ơi. Đây, vẫn tiếp tục là y như cũ nha các bạn nha. Là đi vô trong trái tim là sẽ có một cái đường trái tim như thế này nè bạn. Y hệt như cũ luôn. Ok, và sau đó chúng ta đi qua đây. Vẫn y hệt như cũ và chúng ta sẽ thấy bên đây là có một trái tim thích nè. Và bên đây là một trái tim ghét. Ê sao sao mà trong trái tim của ông Siro có mấy con chuột vậy? Cái gì ghê vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trong
trong trái tim mà cũng có chuột nữa hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, ông Siro ông ở dơ đến nỗi mà gọi là mấy con chuột nó chui vô trong trái tim của ông luôn bạn ơi, ghê quá. Trời ơi trời. Ghê quá. Thôi, mấy chuột chạy qua bên kia các bạn. Ôi ghê quá. Ok, thôi người sợ quá, sợ quá. Ok, rồi và cũng y như những video lần trước thì bây giờ mình với lại Sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau đi vào trong trái tim thích trước nha các bạn nha, để xem ông Siro thích cái gì nha các bạn. Ok. Ủa, Phong ơi, từ từ bình tĩnh. Cái gì? Thường thường á mình cứ đi thích hoài chán phèo, bây giờ mình đi ngược lại đi, đi ngược lại cho nó hay. Đi ngược lại. À là có nghĩa là bây giờ mình sẽ không đi trái tim thích nữa mà mình đi qua bên trái tim ghét trước hả? Đúng rồi, mình sẽ đi từ ghét sang thích. Đó, cho nó lạ đúng không? Ông Rô là mình cho độc lạ luôn. Đó, cũng là một ý hay, cũng là một ý hay. Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong trái tim ghét trước để xem coi Siro ghét cái gì trước nha bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm ngược lại nha. Ok. Rồi, thì đầu tiên sao mà có con chuột? Chưa gì thấy con chuột rồi đó, em sợ chưa? Rồi ok thôi. Lý do nào? Hey, để coi căn phòng đầu tiên là gì đây? Siro xấu. Mình biết rồi bạn ơi. Siro sợ nhất là xấu các bạn ạ. Trời ơi bạn nhìn đó bạn nha, thấy không? Vừa mới vô căn phòng căn phòng ghét là chúng ta sẽ thấy đầu tiên là Siro ghét nhất là Siro sợ xấu các bạn ạ. Trời ơi nhìn cái mặt nè bạn. Đi dễ sợ luôn. À thì ra bây giờ mình mới biết được rằng là điểm yếu của Siro là sợ xấu các bạn ạ. Vậy là mỗi lần mà mình gọi là gì ta cãi nhau với Siro, mình sẽ bắt đầu mình dùng cái chiêu gọi là mình sẽ kêu ông Siro là một tên gọi là xấu xí đó. Siro sẽ bảo đảm sẽ bị tổn thương mọi người ạ. Mấy bạn nào muốn chọc Siro, các bạn cứ chọc Siro là Siro xấu xí là Siro sẽ sợ nha các bạn ạ. Đó. Trời ơi. Đấy bạn nhìn nè. Nhân vật Minecraft nhưng mà có cái khuôn mặt của Siro ngoài đời thật trời. Mà có cái tên là Siro xấu nữa chứ. Dễ sợ chưa? Dễ sợ. Người thì ghét nhưng mặt thì người. Dễ sợ okay. Chưa? Siro bạn, ổng lúc nào cũng bảo là sao mà tự nhiên mình thấy mình xấu quá ta. Hình như là dạo này mình cũng tăng ký phải không ta. Trời ơi mà cho mấy bạn fan khen ổng đẹp trai nhiều quá. Xong rồi riết ổng sợ ổng bị xấu quá bạn. Trời ơi là trời. Ổng cứ ngồi trong cái Discord cái ổng cứ sao hôm nay mình xấu quá nhờ, làm cách nào để mình đẹp trai lên nhờ. Trời ơi thời luôn. Tôi nghe mà tôi tức luôn các bạn. Ok đó thì đầu tiên căn phòng ghét đầu tiên là Siro sợ xấu mọi người ạ. Rồi ok Siro xấu nha. Rồi ok cái khác à, tính ra hồi anh em sợ già còn chắc Siro sợ xấu à. Siro không sợ già tính đó. Ra nè Phong là Phong sợ béo nè. Anh Dịch á thì sợ gì ta, anh Dịch sợ già nè, Siro là sợ xấu mọi người ạ. Mỗi người có một cái nỗi sợ khác nhau. Rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nha bạn nha. Đi thôi. Hey. Có gì đây? Oh my god cái gì vậy? Trời ơi hèn gì tôi thấy. Hèn gì tôi thấy ở ngoài trái tim của ổng có hai con chuột à, tôi nghi rồi các bạn nhìn nè. Đây ông Siro ông sợ chuột các bạn ơi. Mà là chuột khổng lồ nó mới ghê chứ nhìn nè. Trời ơi. Trời. Thôi. Tôi nghĩ không phải chắc ổng sợ, tôi cũng sợ luôn á Phong. Trời ơi con chuột khổng lồ này nhìn là nó cắn nát nhà cửa luôn á Phong. Ghê tôi quá. Tôi nhìn á là tôi biết rằng là ông Siro này ổng sợ mấy chuột cống mọi người các bạn nhìn nè. Cái con chuột này nó bị ghẻ nè mà nó còn dơ nữa. Trời ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cùng với Sammy hai đứa mình sẽ qua bên căn phòng tiếp theo đi bạn ơi. Chứ mình sợ lắm rồi, mình thấy bên đây mấy con chuột nó to quá, giống như kiểu nó ăn thịt được mình luôn bạn. Ghê dễ sợ. Ok. Cắn mình không vậy? Nhìn mấy con này ghê quá à. Tôi không biết nữa nhưng mà tôi nghi là mấy con này nó cắn mình được á Sammy. Ồ, ê Phong. Sao mình qua kia được? Hả? Phong. Ở vậy? Đầu kia lại. Tào lao. Ok. Ê bây giờ làm cách nào để mình qua bên kia được Sam? Chứ giờ tôi thấy chỗ này không có chỗ nào để bắt cua hết à. Ủa, đi qua chỗ nào ta? Ai biết đâu, tôi thấy gì đâu. Bây giờ bay qua cái là nó cắn mình không còn cọng xương luôn á. Ghê quá. À tôi thấy rồi Sam ơi, đây. Ở bên dưới này nó có một cái cục slime nè. Hình như là mình phải nhảy lên cục slime này xong mình bay vô bên kia hay sao á. Trời ơi, trong trái tim bọn mà cũng bắt cua nó trời ơi khổ ghê luôn rồi. Tính ra là Siro thích bắt cua mọi người ạ. À. Siro thích bắt cua nha. Ok rồi. Ghét mà phải bắt cua. Rồi Sam nhảy qua trước đi, tôi nhường Sam á. Đây. Cái gì ông nhường, tôi hơi khôn quá à. Tôi nhảy ông xem nè. Okay. Hey. Rồi xong luôn. Xong Sammy luôn. Ê vậy sao bị chuột ai yêu quá à. Xong Sammy luôn bạn ơi. Sammy bị rơi xuống bãi chuột rồi bạn ơi. Sam ơi. Sam thử đụng, Sam thử đụng vô người nó thử đi. Ừ. Rồi nó làm. Trời ơi, rồi xong luôn. Ai, nó cắn tôi quen. Bánh sành chành này sao ông nói tôi đi chọc nó. Trời ơi. Tôi chỉ nói bà đụng vô người nó thôi, tôi kêu bà quýnh nó đâu. Ai bảo bà quýnh nó làm gì? Trời ơi trời. Ok. Trời ơi, người ta chọc chó bây giờ mình chọc chuột luôn kìa, ghê quá. À đây để Phong. Trời ơi Sammy nước các bạn ơi, bây giờ các bạn coi Phong này nha. Phong nhảy một phát là Phong qua liền luôn nè. Đây coi Phong là Sammy ơi. Hơi tưng đó không. À. 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 À.
rồi, xong tôi rồi bạn ơi, tôi cũng y hệt với Sammy luôn rồi. Chết tôi. Rồi xong luôn, chết queo luôn, trời ơi. Tối thui luôn. Mình chết xong cái mình thấy tối thui luôn. Trời ơi trời. Cho tôi xin 5.000 ánh sáng đi Sam ơi. Hey, bây giờ mình làm lại cho bạn xem này nha. Hồi nãy rồi mình chỉ gọi là nháp thôi, bạn hiểu không? Xé nháp, xẹt. Ok, rồi xé nháp nha. Ok. Rồi bây giờ coi Phong nè. Hey. Tưng. Ê, đó ghê chưa? Không qua được kìa bạn ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy lên trên đây đúng không? Sau đó nhảy lên đây. Ui tới thui luôn bạn ơi. Sau đó nhảy qua bên đây nè. Leo lên trên đây. À. Ui sợ nhở. Ok, rồi đến lượt Sam á Sam. Cố lên Sam. Yeah quá. Rồi bây giờ tôi nhảy qua nha, một lần cuối. Tưng. Cái gì vậy? Cái gì vậy Sam? À ha, mấy con chuột này xấu xa. Trời ơi. Mấy con chuột. Sammy. Tôi ghét chuột. Sammy từ nãy giờ cứ thích làm mồi cho chuột các bạn ạ. À. Lại làm lại lần nữa nè. Cố lên. Sao mà cứ té hoài. SOS. SOS. Không ai cứu được Sam đâu Sam à. Sam phải tự cố gắng mà leo lên thôi Sam à. Không ai cứu được Sam đâu. Rồi sao? À. Sammy khóc luôn các bạn ơi. Cố lên làm lại lần nữa nè. Cố lên. Hey, hay quá. Sammy gọi là sao ta, số của Sammy là gọi là sao ta, làm mồi cho chuột ăn mọi người ạ. Cố lên là sao mà lần nào cũng té vậy bà nội. Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi, nhảy qua lên. Được cái ra đưa ra. Hay rồi. Cuối rồi, cuối cùng cũng được rồi. Leo đây. Rồi. Trời ơi may quá bạn ơi. Tôi rách cái áo, rách cái quần luôn Phong ơi. Mốt đem gọi là chở tôi đi may cái áo lại Phong ơi, rách quá trời luôn. Rồi, yên tâm đi, về nhà Phong mua cho Sam cái áo mới nha. Nha thôi đừng khóc. Ok. Rồi hình như bây giờ mình phải nhảy tiếp nè Sam ơi. Nhảy qua cục này nè. Gì khó vậy? Tưng. Rồi ok Phong qua nè. Sam qua đi. Cái này thì dễ. Cái này thì dễ rồi. Ok. Dễ. Ủa? Bây giờ hình như là chúng ta đang đến với một cái cửa bằng sắt các bạn ơi. À, cái cửa bằng sắt luôn nha các bạn nha. Mình nhớ lần trước á là mình đi vô trong cái căn phòng của mình với lại Mr. Dịch với lại Sammy á, là cái căn phòng đó là bằng gỗ, cửa bằng gỗ. Còn cái cửa này nó bằng sắt. Là cái nỗi sợ nhất của Siro, bạn biết tại sao ổng lại để cái cửa bằng sắt không? Là bởi vì ổng không muốn ai biết được rằng cái bí mật của ổng sợ gì nhất mọi người ạ. Cho nên ổng mới để rồi, cửa bằng sắt. Trời ơi, tính ra cái trái tim ổng tiên tiến dữ ha. Trái tim của tụi mình nó quê mùa, có toàn là cánh cửa gỗ không à. Trái tim thì nó tiên tiến vậy sợ. Tôi nghi rằng là ông Siro các bạn, ổng ở trên livestream hay là ổng gọi là làm video, ổng lúc nào cũng tỏ ra mình một người ngầu lòi đẹp trai cho nên đúng là ổng không muốn người khác mà, đúng rồi. Ổng không muốn người khác biết rằng là ổng sợ cái gì mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi ổng sợ gì nha các bạn nha. Ok. Để tôi vô xem thử đâu. Gì không? Ê, cái gì? Ê, cái gì? Ủa cái gì? Nani? Cái gì vậy? Ôi mấy bạn ơi, mình hiểu rồi, thì ra là Siro sợ độ cao. Siro sợ. Trời ơi, cái chỗ này nó nguy hiểm quá bạn ơi. Mình chỉ cần nhích nhích người ra xíu thôi là mình té xuống dưới luôn. Rồi xong, tới lượt Sammy. Tới lượt Sammy. Trời ơi trời. À thì ra là Siro sợ độ cao các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ngầu lòi, nhìn gọi là sao ta, ngầu ngầu đẹp trai như vậy mà lại sợ độ cao mọi người. Hóa ra cũng chỉ là một ông Siro nhát gan thôi mọi người ạ. À. Thì ra Siro sợ độ cao nha. Gì kỳ với bắt cua ở trong Minecraft mà sợ độ cao là sao ta? Em ngoài đời. Ở trong Minecraft ổng là chùm bắt cua trong Minecraft, nhưng mà ở ngoài đời ổng lại sợ độ cao. Nghe nó hơi sai sai. À hiểu rồi. Bởi vậy cho nên là ổng chỉ bắt cua trong game được thôi bạn ơi, chứ ổng không thể nào bắt cua ngoài đời thật được, hiểu không? Hợp lý. À thì ra Siro mỗi lần mà mình rủ đi ra ngoài Hà Nội hay ra ngoài Huế đi chơi chung bọn mình á, Siro lúc nào cũng bảo là thôi không đi đâu. Thì ra là sợ độ cao, sợ đi máy bay mọi người ạ. Sợ đi máy bay nha. Trời ơi. Thôi, hóa ra Siro lại là con người nhát gan như vậy bạn ạ. Rồi ok. Vậy là ngày hôm nay mình đã cho bạn biết được bí mật của Siro, chính là Siro đầu tiên là sợ xấu nè, sợ chuột nè, và sợ độ cao nha các bạn nha. Ok. Rồi. Tính ra là tôi không có sợ độ cao không vậy? Ông có sợ độ cao không? Tôi không có sợ độ cao, nhưng mà lên trên mấy cái chỗ mà cao quá thì tôi hơi bị đổ mồ hôi tay thôi, chứ tôi không có sợ độ cao, hiểu không? Tôi mà sợ nhất hả? Sợ Sam nhất nha Sam. Ok. Cái ông này đứng lại đây. Trời ơi. Qua đây coi. Cái sợ tôi hả? Đó bạn thấy không, bạn thấy không, tôi mới vừa nói vậy thôi mà Sammy đã như vậy rồi, bạn hiểu rồi lý do sao Phong sợ Sam rồi các bạn. Ok thôi mệt quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua đến căn phòng thích của Siro để coi Siro thích cái gì nhất cho bạn nha. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trái tim thích của Siro nha các bạn nha, để chúng ta cùng nhau xem nữa coi Siro thích cái gì nhất nha bạn. Ok hơi bị okay. Bí mật nha, nếu mà mấy bạn không biết luôn. Nha
ông Siro là một người rất là gì ta, về cái sở thích sở ghét ổng không bao giờ nói cho team mình biết đâu nha, rất là bí mật luôn. Đúng rồi. Ông Rô ổng là một người rất là bí mật mọi người ạ. À. Ổng thích cái gì đúng hay rồi. Là ổng ghét cái gì á, không có ai biết hết trơn, mà hôm nay mình chui vô trái tim và ổng mình mới biết các bạn ạ. À. Ok. Rồi bây giờ đầu tiên ha, tôi là tôi đoán chắc chắn luôn, đầu tiên á, trái tim trong Hero Team bọn mình á, đầu tiên lúc nào cũng sẽ là Hero Team chắc chắn luôn, đi qua coi nè. Chắc luôn. Đó không? Chưa? Tôi nói đâu sai đâu. Nói như vậy Hero Team nè. Đó. Lần nào á? Hả? Sao sao? Tính ra team mình á, team mình ai đầu tiên cũng là gì ta, cái thứ đầu tiên mà team mình thích đó chính là Hero Team luôn á mọi người. Đó, đúng rồi. Giờ... tính ra team mình á, ai cũng thích Hero Team đầu tiên hả? Ờ đúng rồi, tại vì team bọn tôi chẳng lẽ bọn tôi không thích đúng không các bạn? Đâu okay. Rồi, trời team tôi mà, trời team tôi là nhất mà là số 1 đúng không? Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo, chứ căn phòng này nhạt tẹt à, chẳng có gì hết trơn, lần nào cũng là Hero Team hết trơn á. Ok rồi, căn phòng tiếp theo là gì đây? Đi qua sẽ thử nào. Tên. Ủa sao có con chuột bên đây vậy? Ấy, ủa gì vậy fan? Fan các bạn ơi. Thì ra Siro cũng như vậy, Siro cũng gọi là có fan ở trong team nha các bạn nha. Đây chính là fan của Siro nè, để coi fan Siro khác với fan Mr. Dịch là như thế nào nha. Lần trước các bạn, fan của Mr. Dịch đó là hình con vịt đúng không? Để coi fan Siro lần này là gì đây. Ủa sao mày fan Siro là gì sao? Đây là sói con nè, trời ơi ngầu dữ ha. Fan fan của Siro ngầu vậy. Nhìn ngầu vậy ta, nhìn mấy bạn sói con này, nhìn ngầu vậy ta. Đây còn bên này là mấy cái bạn nữ đó. Ui, nhìn mấy bạn nữ, bạn nào cũng xinh hết mọi người ạ. À. Ui. Bên đây là nữ nè, bên đây là fan nữ nè. Còn bên này là fan nam nữa bạn ạ. À. Ok, thì ra như thế. Đó, thấy không? Hero Team bọn mình ai cũng có luôn luôn có fan trong team cả. Đó, Hero Team lúc nào cũng thương fan hết bạn ạ. À. Ok. Rồi, Sam thương fan không Sam? Thương chưa? Trời ơi thương chứ quá trời, thương luôn, thương mấy bạn fan 3.000. Nó thương không hết luôn các bạn ạ. À. À. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nha các bạn nha. Đây, à, căn phòng đầu tiên là Hero Team nè, căn phòng thứ hai là fan nè, đó. Rồi để coi căn phòng tiếp theo là gì đây nha. Ok, vô thử xem nào. Hơi. Để xem, ủa gì tôi thua vậy? Ủa khoan từ. Trời ơi. Ủa sao tôi không thấy gì hết trơn vậy sao? Ủa Phong ơi, ông gọi dắt tụi mình phát sáng đúng không? Tự nhiên tụi mình thành cái đèn cày đúng không nè? Phát sáng dễ sợ chưa? Bắt ủa? Sáng luôn. Sao mà tự nhiên mình vô trong phòng của Siro cái mình thấy cái trái tim của ổng tiếp theo đang hôi lùi. À, Siro là một người có trái tim đang tối mọi người ạ. À. Ủa, nhưng mà khoan từ, sao trái tim của ổng tới thui vậy? À, tôi nhớ rồi bạn ơi. Lần trước á, là bọn mình vô trong trái tim của Mr. Dịch á, là trái tim Mr. Dịch là màu vàng, là Mr. Dịch thích màu vàng. Còn Siro là thích màu đen nha các bạn nha. Cho nên trái tim của ổng là có một cái căn phòng đang thui lùi nè. Đây, tất cả mọi thứ đều màu đen nè. Giường màu đen nè. Mấy cái đầu rồng Ender màu đen nè, liều cắm trại màu đen nè, ba lô màu đen nè, cái gì cũng màu đen hết bạn ơi. Trời ơi, cuồng màu đen gì ta, dữ tôi vậy. Tôi không ngờ ông Siro ông thích màu đen đến vậy luôn bạn. Ơi nhưng mà sao tới hui luôn ha. Thôi chắc mình qua bên căn phòng tiếp theo đi. Trời ơi, phòng ông Rô mà màu đen kiểu này tôi vô chắc tôi không thấy ông Rô đâu luôn á. Phòng ông Rô mặc đồ đen từ đầu đến cuối kiểu rồi đâu rồi đâu, trời ông Rô tàng hình luôn á, tàng hình trong bóng đêm không. Ông Siro mà ông vô cái phòng này chắc ông tàng hình luôn á Sam. Ok. Rồi okay. Sao cái phòng nào cũng thấy chuột cái gì sao? Trời ơi, ông sợ chuột mà ông nuôi chuột gì mà kỳ vậy. Hình như là ông sợ chuột đến nỗi mà gọi là mấy con chuột nó chạy xung quanh trái tim của ổng luôn á bạn. Trời ơi trời, mà mấy con chuột cái chạy nhanh ghê luôn á. Thôi mình qua cái căn phòng tiếp theo đi. Ok, đi qua căn phòng tiếp theo nào. Let's go. Ủa là phòng tiếp theo là gì đây? Ui, hồi anh em hát nè, ui ngầu quá. À, hiểu rồi các bạn ơi. Siro cũng y hệt như là Dịch thôi. Dịch là thích hát mọi người ạ. À. Còn Siro là thích rap nha. Nhưng mà không phải là rap một mình mà là rap cùng với anh em tốt nha các bạn. Đây nè, hiểu không? Trời ơi. Anh em tốt ơi. Anh em tốt đang đứng rap chung với nhau nữa bạn. À, ok. Thôi nói chung cũng được. Trời ơi, hồi anh em rap cùng nhau, ổng với cho ổng cái mic thôi. Còn hồi anh em mà ngồi gì đó hát chay nè. Hát không có cái mic luôn. Sao mà có một cái mic vậy? Ơi đề nghị là Siro lần sau là chuẩn bị bốn cái mic cho bốn anh em nha. Sao Siro dành riêng cho Siro một cái mic vậy Siro? Chơi kỳ vậy. Trời ơi. Ui, nhìn nè. Ui Phong ơi đặc biệt đằng sau kìa. Đẹp chưa? Nè. Hero Team mọi người ạ. À. Đây, mấy bạn nào có nhớ cái hình này là cái hình của gọi là cái sự kiện gì đặc biệt của Hero Team không? Các bạn nhớ không? Bạn nào nhớ bình luận xuống phía dưới nha. Đây, sắp tới mình sẽ tạo thêm một cái sự kiện nữa cũng y hệt như cái sự kiện này luôn nhưng mà nó to hơn các bạn ạ. À. Và bạn biết cái sự kiện là sự kiện gì không và cái hình này nằm trong sự kiện gì thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok. Đấy, còn như lần trước thôi thì ở bên dưới đây vẫn tiếp tục là những bạn fan của chúng ta nè. Đó, ok. Còn ở trên đây là sân khấu, bốn anh em tốt đang đứng rap chung với nhau mọi người ạ. À. Ok. Trời ơi, dễ chưa? Quá xịn luôn. Ngầu quá. Rồi, quá ngầu luôn phòng cho team theo nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo để coi là Siro thích cái gì tiếp nha bạn nha. Sammy đón thử coi căn phòng tiếp theo là gì.
cái căn phòng tiếp theo này à, khó ha, tại vì tôi không biết là ông Rô thích nhất là gì. Từ suy nghĩ của anh thích nhất nè, không suy nghĩ được luôn á, ngồi suy nghĩ mà không biết cái suy nghĩ gì luôn á, khó quá. Tôi cũng không biết là ông Rô thích gì nữa. Bây giờ mình qua mình thử xem nha. À quên, đây mình hỏi mấy bạn fan nữa chứ đúng không? Mấy bạn fan đón thử coi là Siro thích cái gì nhất nha bạn, các bạn hãy đón thử nha. Đúng rồi. Rồi bây sau cánh cửa này tụi mình sẽ biết được sự gọi là sở thích thích nhất của ông là cái gì đó. Có là hay chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thử nào. Let's go. Ui, ủa cái gì đây? Ủa, ủa trên kia, ủa bí mật trên kia không? Bí mật ở trên kia. À, bí mật làm cái đó hả? Ủa nhưng mà khoan, tại sao tại sao ổng bắt mình làm trước khi muốn biết được bí mật của ổng là mình phải bắt cua hả? Kỳ vậy. Tôi biết tại vì ổng không muốn ai biết được sở thích của ổng, hiểu không? Là ổng kiểu bây giờ mà ai vô trái tim ổng phải bắt cua trước, hiểu không? Mới cho thấy, hiểu không? Ok, hợp lý, hợp lý. Tính ra ông Siro là ổng rất là thích bắt cua, cho nên là ổng vô trong trái tim của ổng là bọn mình cũng phải bắt cua mọi người ạ. Ok, nhảy lên đây nè. Đó, cố lên Sam. Ê, xảo rớt xuống đây thành gì ta, gì ta, ca ca nướng luôn không? Thành heo quay nướng á. Ui, ui, okay, ok, ok, rồi. Rồi, qua đây, nhảy lên đây nè. Đó, leo cầu thang, cái này dễ mà. Tính ra chỗ này bắt cua, chỗ này là dễ bạn à. Mình cứ sợ là ông Rô ông bắt mà mình bắt cua. Trời, cái chỗ nào khó quá thì... Đúng rồi, này. Ok, rồi, chỗ này thì mình cứ đi chậm thôi là qua được thôi. Ui, có cái rương, cái đâu, rương kia. Đây rồi. Chúng ta sắp được biết được bí mật của ông Siro là ông thích cái gì rồi các bạn ạ. À. Ok, đi qua thử nha. Để coi Siro thích cái gì đây. Ui, hồi hộp quá Sammy ơi. Trời ơi trời. Đây, ông mặt tạc. Đồ vô duyên. Thôi, tôi giỡn mà, thôi giỡn mà, xin lỗi Sam. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi bí mật ông Siro thích cái gì nhất nha các bạn nha. Sammy sẵn sàng chưa Sam? Sẵn sàng. Ok, ơi, sẵn sàng đúng không? Hồi hộp quá Phong ơi, tim đập phình phịch luôn. Hồi hộp quá. 3, 2, 1, mở rương. Ủa? Có gì trong vậy, Ủa sao cái rương trống không mà không có gì hết Sam ơi? Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Ủa? Tôi cũng có thấy gì đâu, mở ra tôi có thấy kìa, rương ender làm sao mình thấy được? Đúng không, nhưng mà cái rương này... rồi trống không mà. À hiểu rồi, tôi hiểu rồi nè các bạn ạ. Đó chính là Siro ổng đang không biết rằng là ổng thích cái gì nhất luôn bạn ơi. Ngay cả Siro còn chưa biết rằng là ổng thích cái gì nhất luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Trời ơi. Tính ra trên đời này người ta phải biết rằng người ta thích cái gì chứ ta, tại sao Siro ổng lại không biết là ổng thích cái gì luôn vậy trời? Ủa gì kỳ vậy? Ủa Siro lạ hả bạn ha? Gì cục gì trời. Không thích, mấy thích cái gì luôn. Không có cái gì bên trong luôn á. Trời ơi là trời, phí công phí sức quá bạn ơi. Tính ra bạn là từ nãy giờ mình với Sammy chỉ biết rằng là ổng sợ cái gì nhất và ổng ghét cái gì nhất thôi, chứ mà mình chưa biết là ổng thích cái gì nhất hết bạn ơi. Tại vì là cái rương trong không mà không có gì hết trơn á. Có thể là ông Siro á, một á là ổng đang muốn giấu mọi người, không muốn cho mọi người biết là ổng thích cái gì. Hai á là ổng đang không biết rằng là ổng thích cái gì luôn bạn ơi. Chính ông Siro còn không biết mà. Nói chung là cái này chắc mình để cho fan comment đi. Mấy bạn đoán thử coi Siro thích cái gì nhất, hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Ok, đúng thôi rồi. Nói chung từ nãy giờ thì mình cũng khá là mệt đấy bạn à. Tại vì á là mình vô trong trái tim của ông Siro á, là mình phải bắt cua nè, mình phải đánh nhau với mấy con chuột nè, mình mệt lắm rồi. Cho nên bây giờ thôi, dễ sợ luôn á. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Hero Team, Hero Team.